Trung nghĩa thì mở assignment giai đoạn 1 rồi nộp lại luôn vô giai đoạn 1 nha Nghĩa. Dạ thầy ơi, máy của em bị cháy màn hình thầy. Giờ phải đợi đến tuần sau Máy mới có nào máy em? ạ. À, em số mấy? Dòng máy laptop á thầy. Em số 20 thầy. Em số mấy? Em số 20 thầy. Số 20 đợi đến tuần sau hả? Số 20 Trung Nghĩa. Tuần sau mới mua máy mới hay là sửa? Dạ đợi sửa thôi, dạ tuần sau mới có máy. Rồi tình trạng đọc bài của lớp mình nè. Assignment ha. Assignment. Rất là nhiều bạn chưa nộp. Rồi bài lớp 4 thì không có vấn đề gì hết. Vẫn chưa nộp luôn. Lớp 4 nè. Những bạn mà không nộp bài luôn này không biết làm sao ta. Thanh sinh ơi, alo Thanh sinh,
Alo. Thanh Sinh ơi. Mà sao Thanh Sinh hôm nay là treo nít nữa ta? Tuấn là số 30 hay 40? Chào 40. Ok, bài lắp 4 chưa có, assignment chưa có. Mấy bạn này rồi khi nào bổ sung được lab đây? Ủa thầy, em nộp lắp 4 rồi mà sao em chưa thấy có trên trong thầy? Chưa có là do em ghi tên sai. Quan trưởng đúng không? Dạ không, Nguyễn Quang Huy thầy, số 10 thầy, đúng rồi thầy. Nguyễn Quang Huy số 10. Lab 4 hả? Dạ. Đây. Những bạn này. Quang Huy số 10. Nguyễn Quang Huy số 10. Quan trọng là nó có lên đây hay chưa? Dạ Nè, chưa đã thầy. là số 6 nè. À dạ. Số 6 tức là có rồi, còn ai đỏ mới là không có bài. Dạ. Còn mấy bạn này sao cứ dạy hoài ta? Nó là quen quá rồi, cái bài của thầy là có số thứ tự phía trước nữa. Lại Nguyễn Hoàng Nguyên Huy này là số mấy đây? Số 9 nè. Trung Khiêm. Trung Khiêm 14 nè. Anh trưởng. Thanh Trường 39. Rồi chúng ta sẽ xem lại cái phần bài assignment của mình.
À, như vậy cái phần mà chúng ta phân tích cái bài toán á, tập thực thể sách có những gì thì hôm trước chúng ta đã phân tích rồi, chỉ còn một số cái ví dụ như là ràng buộc ha, ràng buộc bao nhiêu, lớn hơn nhỏ hơn gì đó thì nó sẽ sử dụng ở trong cái thuộc tính check. Bây giờ mấy đứa mà mấy bạn mà không không nộp bài này nè, có gì nhắn tin cho thầy, trao đổi với thầy coi thử là tình trạng thế nào, rồi khi nào mình sẽ làm bài mình bổ sung được. Chứ còn nếu mà tình trạng đến giờ này là phải lớp 5 rồi đó mà mình mới lớp 4 mà mình cũng chưa nộp luôn thì không biết là các bạn có làm được hay không, hay là có vấn đề gì khó khăn hay không, các bạn phải trao đổi thầy mới biết đường thầy còn xử lý cho các bạn, chứ các bạn cứ treo hoài vậy là không điểm là cũng khó. Bởi vì thầy muốn cho các bạn, để mà đảm bảo cho các bạn hoàn thành môn học cũng không 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 có điều kiện nữa. Ít nhất là các bạn cũng phải làm được. Ví dụ như là lớp nào mà bổ sung được thì tranh thủ bổ sung. Lớp nào mà chưa bổ sung được thì cái hướng giải quyết của mình thế nào. Nha, các bạn cần phải trao đổi với thầy cụ thể nha. Chứ còn đối với lại mỗi 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 người mỗi lớp như thế này thì rất là khó cho thầy. Mỗi mỗi bạn mà có rất là nhiều cái hoàn cảnh khó khăn giống như vậy thì cực lắm. Nói chung là không biết là phải giải quyết thế nào luôn. Lớp của mình là toàn đỏ không à. Chỉ có một vài bạn là đã nộp bài là thầy đã chấm điểm rồi đó. Còn một vài bạn mà chưa nộp thì thầy không lấy gì để chấm được hết trơn á. Điểm màu cái màu xanh này là vị trí và các bạn nộp bài. Còn cái màu đen này là điểm nè. Rồi những bạn mà thường xuyên treo nít đó, là bây giờ thầy điểm danh lại thử nha. Chứ còn nếu như mà các bạn cứ treo nít suốt là thầy cũng chịu luôn á. Cứ vô học xong rồi để đó, đăng nhập xong rồi đi đâu á, không có trả lời gì hết trơn thì chịu luôn. Bạn Quốc Đạt có không? Quốc Đạt trả lời cũng không, mà nhắn tin cũng không luôn đó. Quốc Đạt là treo nick từ lâu đến giờ luôn á. Bạn Nguyễn Quang Huy số 11 nè. Quang Huy ơi, Nguyễn Quang Huy số 11. Alo. Rồi. Này Thanh Sinh hồi nãy hỏi rồi, không có rồi. Ngô Tấn Tài cũng là chưa được rồi. Giờ tình trạng của Ngô Tấn Tài sao rồi em? Quan tâm. Dạ có rồi. Mấy bài vở của mình sao chưa thấy nộp em? Dạ cho em đợi tới thứ bảy tuần này em nộp hết luôn rồi. Vậy hả? Lý do gì vậy? Dạ mấy bữa nay nhà em là đại lý thu mua cà phê mà giờ đang mùa cà phê người ta đến bán nhiều em phải phụ gia đình. Hoàng Thiên thì sao? Alo Hoàng Thiên. Hoàng Thiên hôm trước vừa đi vừa học, bây giờ vô xong rồi cũng không biết đâu luôn. Trần Tín. Quan trưởng. Em nghe này.
Ừ, rồi hôm trước hứa là đến khi nào Dạ nộp vâng, mà đến. à, em làm bài 1, bài 2 rồi bài 3 em đang giờ giữa, chiều em nộp luôn, à, em làm xong bài 3 chiều em nộp luôn, lắp 1, lắp 2, lắp 3 trước nha thầy. Tại vì hiện tại em không có máy đấy, em đi làm á, rồi em chưa có máy đấy, chiều em nộp là 3 lắp trước nha thầy. Thanh Trường. Dạ có. Ừ, rồi Thanh Trường thiếu gì không? Ok, rồi tí này chấm bài. Chí Vinh. Chí Vinh. Assignment của mình. Rồi chúng ta sẽ có một số cái vấn đề liên quan đến những cái yêu cầu của bài toán. Nếu mà trong cái phần nào mà các bạn làm chưa được thì các bạn chú ý giùm thầy chỗ này. Trước tiên là phân tích bài toán. Phân tích bài toán thì hôm trước chúng ta cũng đã có nói một số cái rồi đúng không? Trong này là người ta đã có cái thuộc tính, nó cái thực thể nó cũng khá rõ ràng, và trên mỗi thực thể là nó đều có thuộc tính cũng tương đối là rõ ràng rồi. Chúng ta chỉ còn một số cái cần quan tâm. Ví dụ như số trang phải lớn hơn 5, rồi số lượng phải lớn hơn 1, và giá tiền phải lớn hơn 0. Đó là ba cái phải lớn này nè, thì chúng ta cần phải làm gì? Rồi ok, ví dụ cái này nữa. Đó, như vậy thì chúng ta sẽ chú ý ba cái phần này để chúng ta đưa vào cơ sở dữ liệu của mình. Không biết là những bạn mà nộp rồi đó, các bạn đã đưa được các ràng buộc này chưa? Em được rồi thầy ơi. Huy á hả? Dạ. Rồi những bạn khác thì sao? Được rồi thầy ơi. Chú Được thầy ơi. đúng không? Ừ. Đa số những bạn mà đã nộp rồi thì rất là dễ đúng không nào? Như vậy chỗ này thì chúng ta chỉ có là check cái chỗ này thôi. Ví dụ chúng ta sẽ check về số trang, check về giá, rồi check về bảng sao. Đó. Như vậy ở chỗ này chúng ta sẽ tạo ra nhiều cái constraint. Ví dụ chúng ta sẽ kiểm tra ở trên là kiểm tra số trang, rồi ở dưới này chúng ta sẽ kiểm tra cái giá. Giá thì chúng ta sẽ nói là giá không thể làm gì. À, cái giá này thì ở chỗ này các bạn chú ý nè, mình sẽ tạo thêm một cái trường phụ. Cái này nó giống như là một cái trường, một cái phiêu phụ á, nó giống như vậy, nó phiêu phụ thôi. Content này nè, giống như là tạo ra một cái phiêu phụ cho mình, và cái phiêu này để chứa cái gì? Chứa cái phần kiểm tra giá mình là số trang của mình có lớn hơn 5 hay không, giá có lớn hơn 0 hay không. Ha, cái đó là phần content của mình, tức là mình tạo thêm một cái trường phụ để mà nó lưu giữ cái phần kiểm tra. Rồi ví dụ như là số bảng sao, content kiểm tra số bảng sao. Cái tên này nè các bạn, cái tên này nè nó không liên quan gì đến cái tên này hết nha, bạn muốn đặt gì cũng được. Nhưng mà tại vì mình để dạy cho nó dễ nhìn, dễ hiểu, dễ nhớ, mình để là kiểm tra số trang, kiểm tra giá, kiểm tra số bảng sao. Còn nếu mà chỗ này bạn không để kiểm tra số bảng sao mà bạn để ánh dương đi, đó cũng được luôn. Nhưng mà sau này mình muốn kiểm tra lại mấy cái thông tin này thì ánh dương là cái gì mình không biết. Đó, cho nên là các bạn sẽ để là giống như là mình làm các cái trường.
thì nó sẽ dễ hơn. Check cái số bản sao của mình là lớn hơn 1 đúng không? Số bản sao phải lớn hơn 1. Đó, như vậy là chúng ta đã check xong. Như vậy khi mà chúng ta tạo cái database giống như thế này thì chúng ta sẽ kiểm tra cái vấn đề này như thế nào? Kiểm tra vấn đề này như thế nào? Chúng ta sẽ tạo, bây giờ là chưa có database ha. Database của mình là ASM Final thì bên này nó chưa có. Bây giờ thầy thực thi để thầy tạo lại. Đó. Như vậy nếu mà các bạn làm bài assignment giai đoạn 1 thì các bạn làm giống như vậy hôm trước mình có nói ha. Vậy các bạn sẽ làm và tạo ra một cái database ở bên này. Đó, table mình có, ví dụ như là loại sách. Loại sách. Rồi lớp. Rồi phiếu. Rồi sách. Đó, sách. Bây giờ tại vì sách này nó nhập nhiều trường quá cho nên là thầy thử cái loại sách, tại vì loại sách hôm trước của mình á là nó chỉ có cái gì các bạn, loại sách. À bây giờ mình mở cái phần nhập liệu lên đi, nhập liệu cái, nhập liệu cái sách. À, nhập liệu cái sách đi ha. Bây giờ sách của mình bên này là chưa có dữ liệu nè. Chưa có dữ liệu nè. Mình sẽ nhập liệu cái sách lên. Mình sẽ thử một một trường thôi. Một trường thôi. Để mình coi thử nó báo lỗi như thế nào. Rồi. Ở chỗ này mình có, đây là gì đây? Số trang. Giá. Số bản sao. Bây giờ mình nhập thử cái đồng chí này. Nhập thử đồng chí này. Vô. Vô không? Bị lỗi gì? Số bản sao. Số bản sao của mình là lớn hơn 1. Mà trong này mình nhập bản sao có 1 à. Bởi vì trong đề của mình là số bản sao phải lớn hơn 1. Mà trong cơ sở dữ liệu của mình nhập chỉ có 1 thôi. Cho nên nó báo lỗi nè. Check content, cái kiểm tra số bản sao chưa có đúng. Như vậy thì chỗ này mình thay vì chỗ này là 1 thì mình để thành 2. Chạy nhé. Rồi gì nữa nè. Nó có liên kết đến một cái khóa ngoại. Nó có liên kết đến một cái khóa ngoại. Sách là cái bảng đầu tiên. Sách là cái bảng đầu tiên mà. À, nó có loại sách nữa. Loại sách mình chưa insert. Loại sách mình chưa insert cho nên là nó không có loại sách là đúng rồi. Bây giờ mình insert cái loại sách trước đi. Loại sách. Loại sách số lượng. Mình insert loại sách trước đi ha. Rồi loại sách mình đã có rồi nè. Ok, mình có loại sách xong. Bây giờ mình quay lại cái input cho cái sách này. Rồi, như vậy là mình đã input được sách ha. Nó đủ điều kiện theo cái yêu cầu thì nó đã input được một cuốn sách vô. Nếu trong trường hợp
mà mình thay đổi cái số trang này nó sẽ khác đi. Mã sách cơ sở dữ liệu, ví dụ thầy để là cơ sở dữ liệu 2 đi. Cơ sở dữ liệu 2. Số lượng chỉ có 3 trang thôi. Số lượng chỉ có 3 trang. Insert. Ha, bị lỗi nè. Số trang không đúng. Số trang mình cho lên 15 trang. Rồi, ngon lành, đúng không? Đó là về cái bảng sách của mình. Rồi, mình đã insert được hai cái sách với cái điều kiện của mình là chép điều kiện nhập vào. Được chưa nào? Đó là phần chép. Rồi, một cái phần chép mà các bạn thấy là cần phải nữa là tối đa 3 quyển này thì dễ rồi nè, giống như lúc nãy ngày trả và ngày mượn. Có bạn nào làm được cái phần này chưa? Làm được chưa? Dạ rồi thầy ơi, em làm được rồi. À, Huy làm sao? Làm sao để mà check được cái đó? Dạ thầy là em check thì em ghi cho hai cái biến ngày trả và ngày mượn vào, xong rồi em cho nó nhỏ hơn hoặc bằng bằng 7 ngày, hoặc là nếu mà ngày trả ngày mượn nhỏ hơn 7 ngày thì là nó không được, hoặc là ngày trả ngày mượn nếu mà ngày mượn nó nhỏ hơn. Cho em đầu tiên em ghi hàm chất, xong em cho hai biến là ngày trả và ngày mượn, nếu mà ngày mượn nó nhỏ hơn hoặc bằng ngày trả thì nó không nhận. Rồi em test chưa? Dạ được thầy. Đó, em share cái bài của em lên nha. Dạ. Ở đây thầy. Chết ngày trả rồi, ok, cập nhật sau, ngày trả lớn hơn bằng ngày mượn rồi cũng được ha. Ngày trả rồi cái gì mà nhỏ hơn 7 đó, Dạ không do quá 7 ngày. trong trong phong trong cái bài nó kêu là nhỏ hơn 7 ngày. Ngày mượn phải nhỏ hơn 7 ngày thầy. Thời gian mượn là Dạ. 1 tuần, ok, rồi tốt, ok Huy. Như vậy ở chỗ này các bạn check như Huy cũng ok, rất là tốt. Hoặc là mình có thể check bằng cách là các bạn sẽ sử dụng một cái hàm liên quan đến ngày trả và ngày mượn. Ví dụ ở đây là khoảng cách giữa 2 ngày, khoảng cách giữa 2 ngày là không có ngày trả phải lớn hơn ngày mượn, mình có thể là lớn hơn bằng không. Và một cái check thứ hai nữa, cái chết thứ hai nữa mình có thể đưa trực tiếp vô đây luôn, phải khoảng cách giữa 2 ngày này phải nhỏ hơn Chị mình hình chưa thầy? hả? Sao Thầy em chị mình hình chưa quá chưa xe hả? Nãy thầy tắt cho Huy xe cái là chưa xe lại. Đây, như vậy chúng ta dùng hàm check nhưng mà chúng ta dùng hàm date, rồi nó có if. À, cái hàm này là nó cho phép chúng ta kiểm tra giữa 2 ngày, 2 ngày đó, chúng ta sẽ kiểm tra check, kiểm tra giữa 2 ngày. Cái hàm check của chúng ta kiểm tra giữa 2 ngày. Vậy giữa 2 ngày thì không có lớn, giữa 2 ngày ngày trả và ngày mượn nè, và lớn hơn bằng không, tức là ngày trả phải sau ngày mượn. Và một cái nữa là cái ngày trả và ngày mượn này phải nhỏ hơn 7 ha, ngày trả và ngày mượn phải nhỏ hơn 7. Này chúng ta có thể là thêm 2 điều kiện vào, ngày trả và ngày mượn nhỏ hơn bằng 7, ngày trả và ngày mượn lớn hơn bằng không.
Đó, vậy là nó sẽ rõ ràng. Được chưa? Mình có hai cái check, mình kiểm tra cái đầu tiên là xem thử là ngày trả có lớn hơn ngày mượn không, bằng cũng được. Và cái thứ hai là mình check là ngày trả trừ ngày mượn phải nhỏ hơn bằng 7, còn lớn hơn bằng 7 là sẽ báo lỗi. Đó là một số cái lưu ý trong cái bài assignment của mình. Rồi đối với lại giai đoạn 1, giai đoạn 1 thì chúng ta sẽ thực hiện như hôm trước mình nói ha. Giai đoạn 1 là chuẩn đầu ra, là phân tích sơ đồ, còn mình còn thiếu ở cái chỗ là nhập liệu nữa. Như vậy thì nhập liệu mỗi table ít nhất là 5 record, thì chỗ này mình còn thiếu nè. Ngay chỗ này các bạn sẽ chạy cái phần nhập liệu đó, cái phần input nhập liệu vô mỗi table khoảng 5 record. Chỗ này số trang 10 rồi, ok, đầy đủ hết rồi. Rồi giả sử là thầy sẽ xóa cơ sở dữ liệu này lại để thầy check lại xem thử nó có lỗi gì không. Xóa cơ sở dữ liệu luôn ha, rồi tạo lại. Cơ sở dữ liệu của mình sau khi tạo, không có gì hết ha, trắng hết. Rồi chúng ta sẽ tạo cơ sở dữ liệu thử. Rồi bị lỗi một số cái. Đây. Check tuần nè. Check một tuần nè. Vậy là bạn đã có một cái ngày nào đó là bị sai giữa ngày trả và ngày mượn. Thấy chưa? Nó sẽ báo ngay sách thông tin phiếu mượn. Đây. Ngày trả và ngày mượn. Ngày mượn, ngày trả, ngày mượn là 4 tháng 6, ngày trả là đến 1 tháng 12 luôn nè. Không, nếu như mà mình không check cái phần mà tuần cái là nó sẽ ok. Không, nếu mà bên này mình không check cái tuần đi, bên này mình không check cái tuần, mình khỏi check cái phần mà một tuần đi. Rồi lưu lại, khỏi check một tuần, lưu lại. Xóa dữ liệu, tạo lại. Rồi. Import dữ liệu lại. Ok đúng không? Được chưa? Như vậy mình thấy cái việc check và không check nó khác nhau. Ở đây là nhập ngày nào cũng được nè. Ok, vô hết. Nhưng mà nếu mình bật cái check lên cái là giữa ngày trả và ngày mượn mà lớn hơn một tuần là nó báo lỗi ngay. Bây giờ các bạn cập nhật thì nó báo lỗi ở đây, nhưng mà nếu các bạn làm form cập nhật á, thì nó sẽ báo lỗi ngay trên form luôn, nó không có save cái dữ liệu của mình vô được, thì lúc đó bắt buộc mình phải nhập lại. Được chưa nào?
Rồi các bạn còn hỏi gì thêm về cái assignment giai đoạn 1 không? Đó, cơ sở dữ liệu sau khi mà mình làm xong thì nó sẽ như thế. Rồi khi các bạn làm cơ sở dữ liệu nè, ở chỗ này các bạn cũng ghi số thứ tự mã số sinh viên tên thôi, để cho khi mà chạy cơ sở dữ liệu lên là thầy thấy được cái mã số dữ liệu của các bạn ở chỗ này. Nếu bạn nào mà chưa cập nhật á, thì cập nhật lại giúp thầy nha. Cái database của các bạn á, các bạn chọn chỗ này là số, ví dụ như của thầy là 00 dấu trừ, không biết 00 nó có được không, PS173 00 Bình. Rồi xong ha. Rồi qua bên dữ liệu này, mình cũng đưa cái tên nó vô. Rồi, cập nhật dữ liệu. Rồi nhanh gọn ha các bạn. Xong rồi đó. Nếu mà mình làm bằng lệnh thì rất nhanh. Đây dữ liệu của mình có sẵn. Được chưa? Như vậy file của các bạn là sau khi mà cập nhật xong thì thầy sẽ nhìn ở đây, a à, số thứ tự, mã số sinh viên, tên, assignment. Như vậy thầy sẽ thấy ngay, ví dụ như là thầy cập nhật chạy hết tất cả các cơ sở dữ liệu của các bạn lên, thì có bao nhiêu bạn thầy đã chấm thì nó sẽ hiển thị hết lên trên này. Còn nếu mà các bạn để mà assignment final hoặc là cái gì đó không, thì thầy không biết là số thứ tự các bạn bao nhiêu, mã số sinh viên các bạn là bao nhiêu. Thì nếu mà thầy cần xem lại cơ sở dữ liệu của các bạn thì xem rất là khó. Được không? Những bạn nào mà chưa nộp thì tranh thủ sửa trước khi nộp nhé. Rồi bây giờ thầy sẽ chấm bài cho những bạn nào mà có số bài mà có thể chấm được nhiều nhất thì thầy sẽ chấm trước. Ví dụ như là bạn Đức Anh thì còn một bài nữa thôi, hai bài assignment với lại lắp 4. Tám rưỡi. Rồi các bạn thư giãn tí xíu thầy quay lại thầy chấm bài nha. Còn những bạn mà bị gọi tên mà không có mặt này nè, thì bây giờ có mặt chưa? Đây những bạn này nè. Đạt, Quang Huy 11, Thanh Sinh, Hoàng Thiên, Trần Tín, Chí Vinh. Rồi Minh Tuấn thì bây giờ tình trạng thế nào rồi Tuấn? Dạ, dạ lớp 4 em có rồi nhưng mà em quên nộp lên rồi. Rồi tí xíu nữa thầy quay lại thầy chấm bài liền nha, thầy lấy miếng nước thôi.
Rồi thầy mở lại cái phần bổ sung lab nha. Bạn nào mà chưa nộp bài lab thì bổ sung vô cho thầy. Rồi assignment thầy mở rồi, nộp trực tiếp vô trong cái assignment luôn. Assignment thì bổ sung trực tiếp trong assignment. Em nộp một lần hai lát luôn không thầy? Cái bổ sung lát đó thầy. Bổ sung lát thầy đã mở ra lát 1, lát 2, lát 3, lát 4 trong một mục luôn đó. À dạ ok thầy. Rồi các bạn nộp hết 3, 4 lát mà chưa làm vô trong đó luôn. Rồi thầy có chuyển cái đường link của cái phòng mới nha. Thầy mời bạn nào thì bạn đó vô phòng để thầy chấm điểm luôn cho nó nhanh. Mời bạn nào thì bạn đó vô phòng để chấm điểm. Đức Anh. Đức Anh ơi. Alo Đức Anh ơi. Alo. Ủa Đức Anh đi đâu rồi ta? Alo thầy. Ừ, đi qua cái phòng mới để thầy chấm điểm luôn cho xong. Em đang bận. Hả? Để chấm sau này. Ngọc Bích. Dạ có em. Rồi em qua phòng mới đi.
Bạn Quốc Duy. Để có em này. Ừ, em qua phòng mới đi em.
Bạn tiếp theo Nguyên Huy. Nguyên Huy có đó không? Dạ có. Nhờ qua phòng đi.
Quang Huy số 10. Quang Huy ơi. Dạ thầy. Dạ dạ.
Rồi, alo các bạn. Ở trong cái phần feedback của các bạn, feedback cho trong AB á, thì thấy có những cái feedback nó cần cụ thể hơn. Như vậy thì bạn nào mà feedback giảng dạy có vấn đề gì á, thì trong cái lúc đầu, hình như lúc đầu thầy có đưa cho các bạn một cái trang feedback rồi, nhưng mà thầy cũng có theo dõi mà thầy không thấy được là các bạn có phản hồi gì hết. Điều chỉnh mà các bạn lại feedback lên trên trường thì không biết là ý kiến của các bạn sao. Các bạn có thể chia sẻ cụ thể hơn để thầy cập nhật cái tình hình giảng dạy. Tại vì hình như là ở trên này nó có một cái feedback mà thầy đưa ngay từ đầu năm thì phải. Đây, feedback ngay từ đầu năm luôn, chứ không phải là thầy không có đưa ra. Cho nên là nếu như mà bạn nào mà có suy nghĩ mà đánh giá ở trên kia nó gọi là có vấn đề á, thì các bạn mạnh dạn vào cái feedback này giúp thầy ha, chia sẻ rất là cụ thể giùm thầy để thầy mới nắm bắt tình hình. Chứ nếu mà các bạn chia sẻ lên như vậy, thầy thấy rồi cũng chẳng giải quyết được gì hết, không có giải quyết được gì. Bởi vì ở đây chúng ta học cái môn này thực ra nó không có quá khó, bắt đầu từ phân tích bài toán cho đến khi chúng ta đưa ra các thực thể rồi dùng các cái công cụ, ví dụ như là RD Plus để chúng ta tạo cái lược đồ quan hệ thực thể, rồi sau đó thì chúng ta xuất ra cái cơ sở dữ liệu. Chúng ta có thể là xuất ra cái RD, chúng ta xuất ra cái lược đồ quan hệ, rồi chúng ta xuất ra câu lệnh SQL, rồi bắt đầu chúng ta dùng cái TSQL để chúng ta xây dựng bảng, xây dựng database. Thứ hai là trong quá trình giảng dạy, các bạn thấy đó, chỉ có đây nè, thầy đã chấm điểm xong một số bạn nè. Đó, một số bạn khi mà thầy chấm điểm xong, những bạn mà đã nộp bài, đã có bài làm vô, khi mà thầy vô phòng thầy chấm, không phải là tự nhiên thầy cho điểm các bạn. Ví dụ như các bạn làm rồi đó, nhưng mà thầy cũng hỏi thêm cái lệnh đó làm sao, ví dụ như RD chỗ đó mình thêm thuộc tính làm sao, mình thay đổi cái này cái kia. Nếu mà các bạn nói được thì điểm nó cao, nếu các bạn chưa nói được thì điểm nó cũng tương đối một tí, chứ còn không phải là tự nhiên mà thầy cho điểm các bạn đâu. Còn những bạn mà chưa có bài, chưa có điểm, lúc nào thầy cũng tạo điều kiện để cho các bạn làm sao mà các bạn hoàn thành được môn học một cách tốt nhất so với các bạn. Còn thầy đã nói ngay từ đầu rồi, nếu như mà có vấn đề gì, một là ngay tại buổi học các bạn trao đổi với thầy luôn, hai là các bạn có thể feedback trực tiếp vào đây. Và trong cái feedback này thầy không có yêu cầu các bạn mã số sinh viên, thầy cũng không yêu cầu các bạn là tên, thầy chỉ cần yêu cầu các bạn lớp thôi, để thầy hình dung được là cái vấn đề ở cái lớp đó là như thế nào. Rồi xuống này các bạn ý kiến chia sẻ thế thôi. Vậy là các bạn đã chia sẻ với thầy chưa, mà thầy chưa có thấy được cái vấn đề mà các bạn cần quan tâm. Lớp mình thầy thấy là đa số là những bạn mà có đi học thường xuyên, có đầy đủ, thì thầy đã tạo điều kiện hết tất cả mọi thứ để cho các bạn có điểm cao nhất, tốt nhất. Còn những bạn khác thì thầy không biết sao nữa, không biết sao mà các bạn feedback trong đó, các bạn feedback sao là tùy các bạn thôi. Nhưng mà ý là nếu như các bạn feedback như vậy thì các bạn đã suy nghĩ về thầy chưa? Suy nghĩ là thầy đã có tạo điều kiện cho mình chưa, thầy đã có kênh thông tin để thầy lấy feedback của mình chưa, rồi thầy đã thế nào đó, tất cả mọi thứ đó. Ở trong cái feedback mà các bạn feedback trên cái file Excel của thầy nè, thầy không có để các bạn xem
Đây, thầy không để các bạn xem là ai feedback ha, thầy chỉ cho các bạn xem cái nội dung thôi. Bởi vì thầy nói ngay từ đầu rồi, đừng làm vậy. Kể cả giáo viên khác cũng vậy, kể cả môn khác cũng vậy, đừng nên làm thế. Các bạn làm thế để làm gì? Vấn đề là để làm gì? Đây nè, ý kiến chia sẻ của các bạn nè, chỉ có đến đây là xong mà hết rồi đó, hết rồi, không 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 còn gì nữa hết. Rồi thôi rồi đó, ý kiến của các bạn feedback trên đó thôi. Nhưng mà trong feedback của các bạn ở trên hệ thống á, thì các bạn lại feedback có một ý kiến không không tốt, chỉ có một ý kiến thôi. Nhưng mà một ý kiến đó thì thực ra thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thầy, nhưng mà nó sẽ quan trọng nhất là nó sẽ không giúp các bạn được gì hết, không giúp các bạn được gì hết. Cái quan trọng nhất là các bạn feedback xong là sẽ giúp được bạn cái gì, chứ còn các bạn feedback xong cũng như không thì nó phí lắm, phí cái việc feedback của bạn lắm, đúng không? Bây giờ ví dụ như cho là nhà trường gọi thầy lên đi, rồi nhà trường nói thầy Bình ơi thế này thế kia, nhưng mà nhà trường nhìn trong nguyên lớp đi đó, tổng quan là ok hết, nhưng mà chỉ có một ý kiến là không tốt, thì thực ra nhà trường cũng chẳng quan tâm. Ví dụ cả lớp mà ý kiến không tốt đó, thì lúc đó nhà trường thực sự rất quan tâm. Còn nếu mà cả lớp ok mà có một mình em không không ok, đôi khi nó thực tế là riêng cá nhân của em là không ok thiệt, chứ không phải là em nói bậy, không phải là em nói thêm, cũng không phải là em nói bớt gì. Nhưng thực ra nếu mà mình feedback kiểu vậy á, nó không giải quyết được gì cho mình hết. Nhưng nếu mà trường hợp các bạn feedback vô đây, cụ thể vô đây, đó, cứ nói ra tất cả mọi thứ, mình muốn nói gì mình nói, mình nói hết tất cả mọi thứ ra, khen cũng được, chê cũng được, thậm chí chửi cũng được luôn. Nhưng các bạn chưa làm điều đó ha, các bạn cố gắng suy nghĩ đi, suy nghĩ thử cái feedback của mình xem có sửa được không, sửa được thì sửa lại, còn không thì cứ feedback vô đây, cứ feedback vô đây ha. Mình feedback lên trên trường rồi cũng được luôn, không sửa được cũng không sao, bây giờ feedback vô đây cho thầy. À, vấn đề là ở chỗ nào thầy muốn biết là ai, các bạn có đi học hay không. Đây nè, nếu mà các bạn feedback vô đây thì thầy phải coi thử là các bạn có đi học hay không. Nếu mà không đi học gì hết thì nói thầy dạy thế này thế kia thì sao được, đúng không nào? Ví dụ như mấy bạn như thế này, đây Quốc Đạt có đây không? Alo Quốc Đạt. Đó, hỏi lúc nào cũng không có, hỏi lúc nào cũng không có hết, vậy bây giờ thì sao nào? Bây giờ các bạn có hiểu hay các bạn không hiểu thầy cũng chẳng biết đường luôn. Đó, ví dụ như làm ra thầy ơi chỗ này em lỗi, chỗ này em khó. Còn mấy bạn mà cài không được nè, bây giờ còn khoảng 10 phút, mười mấy phút nè, share cái màn hình lên trên lớp luôn cho thầy để thầy coi thử vấn đề là chỗ nào. Bây giờ mình là dân công nghệ thông tin, mình là IT đó các bạn, nhưng mà đến giờ này là đã 2 tháng rồi mà cái việc mình cài SQL không xong nữa thì không được. Tại vì á, thực chất nếu mà máy của mình làm không được thì mình có rất là nhiều cách. Ví dụ như máy của thầy nè, đây thầy chạy máy ảo nè, thầy chạy máy ảo lên để thầy cài SQL nè, đâu có sao đâu, mình học tin học cơ sở rồi, mình cài cái máy ảo này được mà. Cài Win 10 không được cài Win 7, cài Win 10 bản này không được thì cài bản khác, lên mạng đó mình tải cả hàng chục cái bản Win về mình cài thì có gì đâu. Bây giờ các bạn đổ lỗi cho cái việc là máy móc của mình không cài được thì rất là khó, đúng không? Ví dụ bữa hôm trước các bạn nói là em cài trên máy thực nó không được, rồi chấp nhận luôn, vậy thì cài máy ảo. Đấy, thầy cũng chạy máy ảo, mà máy ảo thì nó không liên quan đến phần cứng nha, máy ảo nó chỉ liên quan đến cái máy ảo thôi, cho nên là bạn chạy bất kỳ phần cứng nào thì cái máy ảo nó ra kết quả cũng giống nhau đó. Cho nên là các bạn sử dụng máy ảo để chạy, giống như thầy đang chạy là máy ảo nè. Nhưng bây giờ các bạn cứ nói là do máy không được thì thầy cũng không biết làm sao để hỗ trợ đây. Bởi vì nếu như mà các bạn học offline thì các bạn mang máy lên ok thầy xử ngay lớp. Còn bây giờ các bạn học online thì thầy chỉ xem qua màn hình
và thầy hướng dẫn của các bạn như vậy. Ví dụ như hướng dẫn các bạn à, cài, như hôm trước có một bạn là cài mà không có cài full. Như vậy thì thực ra thì trong này nè, trong này lab 1 đây mấy đứa ơi, đây nè, trong lab 1 nè, thầy nói là phải chọn cài full. Rồi hỏi là em đã xem cái file của cái bài lab 1 chưa? Em nói là em chưa xem, em tự cài. Đó, rồi buổi hôm sau là nói là cài lại thì không biết cài chưa. Bữa hôm trước là bạn nào bị cái lỗi là về cài máy vậy? Vẫn lỗi SQL đã cài nhưng chưa full. Bạn Hoàng Quân. Hoàng Quân ơi. Em đây thầy ơi. Rồi, rồi em cài được chưa? Nó đang download thầy ơi. Mà mà nó bị một cái là nó download xong xong rồi là nó chỉ chạy có một file thôi, xong rồi còn một file nó lại không chạy. Vậy em đã thử download lúc mà 12 giờ đêm chưa? Chưa. Mạng của em là mạng gì? Mạng VNPT rồi. Em đang ở đâu? Em dưới Đồng Nai. Cũng đâu có phải là khó khăn về internet đâu ta. À. Cái mà thầy chia sẻ cho các bạn, hoặc là các bạn lên mạng các bạn download cái phần mà thầy chia sẻ này nè. Đầy đủ mà. Tài nguyên sinh viên. Đây, thầy có chia sẻ rồi nè. Nó có cái dấu nè. Chia sẻ rồi mà, em vô trong này em tải chưa? Sụt cài đặt nè. Nếu mà máy mình có .NET rồi thì khỏi cần cài cái một. Máy của mình là có Visual C 95-2000 rồi thì khỏi cần cài cái 2. Rồi còn máy mình mà chưa có thì bắt đầu cài cái 3, cái 4 thôi. Cái 3, cái 4 thôi. Rồi cái này là dành cho Win 32-bit. Vấn đề của mình là tải không được thì mình phải cố gắng mình khắc phục thôi, chứ còn giờ thầy ở xa thầy cũng chẳng biết làm sao. Thầy cũng đã đưa đường link rồi, đến giờ này là người ta đã chấm gần xong hết, hơn đến lớp 5 rồi. Có bạn là đã chấm đến lớp 5 rồi nè, lớp 4 à, lớp 4 có bạn chấm lớp 5 luôn rồi nè, mà mình còn chưa nộp bài lab nào hết, rồi sao không kịp. Thầy nói là những bạn mà chấm sâu là điểm sẽ không cao đó. Nên là các bạn biết mà mình cố gắng thôi, chứ còn nói thầy tạo điều kiện cho mình hoàn thành thì tạo, nhưng mà đến lúc mà các bạn chấm sâu thì tất nhiên điểm của các bạn sẽ không cao rồi. Nhé, bạn nào mà feedback không tốt á, vui lòng feedback lại vô đây cho thầy. Nói rõ ra vấn đề của mình là gì, vấn đề của thầy là gì, rồi mình không hiểu chỗ nào, buổi đó có vấn đề gì, sao sao, và cần thiết thì cho thầy biết cái mã số sinh viên, tên, để thầy mới theo dõi được ở đây. Ví dụ như là thầy giả sử đi, ví dụ như là bạn Thúy đi, ví dụ vậy, đi học thường xuyên, buổi nào cũng có học hết, mà nói phản ảnh của thầy không tốt, ok, chắc chắn là Thúy phản ảnh sẽ có vấn đề, thầy sẽ xem xét lại cái quá trình giảng dạy của thầy. Đó, ví dụ vậy. Còn ví dụ như là bây giờ bạn Quốc Đạt phản ảnh đi, thì thầy cũng phải suy nghĩ chứ. Đó, buổi học nào lên cũng không thấy mặt hết, gọi gì cũng không nói, cái gì cũng không hết, phản hồi ở đây cũng không, nộp bài cũng không. Vậy thì tất nhiên bạn phản hồi là thầy dạy không tốt. Đó là chuyện bình thường, bởi vì bạn có học đâu mà tốt. Nha, các bạn cố gắng giúp thầy, feedback vô đây cho thầy. Càng chi tiết càng tốt. Chứ bây giờ các bạn cứ nói khơi khơi thầy dạy không tốt. Ủa rồi thầy dạy không tốt chỗ nào? Nhà trường mà nhìn cái feedback của bạn cũng chẳng giải quyết được gì trơn. Không, feedback của bạn nó sẽ không giúp được. Cái quan trọng là nhà trường mong muốn là khi mà các bạn feedback đó, là giúp các bạn được gì, cải thiện được cái quá trình giảng dạy của giảng viên, giúp các bạn học tập tốt. Đó, mục đích của nhà trường là như vậy. Nhưng mà nếu các bạn feedback kiểu như vậy thì cuối cùng không giải quyết được cái gì hết mấy đứa nha. Rút kinh nghiệm cho những môn khác.
Rồi tiếp tục. Thì thầy xem feedback thì thầy thấy nó cũng hơi lạ, cho nên là thầy chia sẻ để các bạn rút kinh nghiệm cho những môn sau. Chứ còn feedback kiểu vậy thì nó, thứ nhất là nó không giải quyết được gì cho các bạn hết trơn á. Để coi bạn nào có bài mà chưa chấm này. Bạn Thanh Trường đi. Thanh Trường mới chấm có một bài à, còn những bài khác chưa chấm. Có. Ừ, Thanh Trường vào phòng đi.
Thầy ơi, cho em xin phép em nghỉ nha, em ra em chuẩn bị thi tiếng Anh ạ. À, rồi, ok em. Ngày hôm nay thầy đang chấm bài của bạn trường thôi. Rồi hôm sau thầy sẽ làm việc tiếp với các bạn. À, em chào thầy. Rồi, cảm ơn các bạn.